Cũng kính chào tất cả các đạo hữu, các bạn đồng tu. Con xin giới thiệu con là Chiêu Huyền, sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở thành phố thì hơi chật rồi, cái bàn thờ Phật không có là được riêng tư. Bàn thờ Phật của tụi con thì để ở cái phòng khách, mà cái phòng khách thì cũng có người đi qua đi lại, hoặc là nhiều khi là chồng không có đồng tu cho nên cũng chưa được hiểu được nhiều, cho nên tụi con cứ muốn tu mà một nơi yên tĩnh đó riêng biệt thì toàn tụi con là lui về cái phòng ngủ để là tu, chẳng hạn như là thiền hoặc là tụng kinh chẳng hạn. Nhưng mà như vậy á, khi mà tụi con tụng kinh Phật á ở trong phòng ngủ á, như vậy có bất kính không ạ? Con xin hết ạ. Cộng đồng Việt Nam mình đó thì có truyền thống văn hóa thờ phượng đó, bằng Phật đó lại là trang nghiêm, có cái tầm cao hơn là bàn thờ ông bà tổ tiên. Nếu đó là tổ tác thì ông bà tổ tiên chúng ta cũng nhỏ hơn Phật, như vậy là 22.600 năm mà. Như vậy thì nếu thờ chuẩn đó, thì chúng ta có một bàn Phật riêng, bàn thờ ông bà tổ tiên riêng. Nếu nhà thờ và cái không gian hẹp đó thì chúng ta có thể thờ chung cho gọn, thì Đức Phật chúng ta đặt ở vị trí cao hơn, dưới là ông bà, dưới là cha mẹ nếu đã qua đời. Thì cái thờ phượng đó đó chỉ cần một bát nhang, mở làm thắp một cây nhang là đã đủ, không thắp nhang luôn càng tốt. Vì nhang bây giờ ta là hóa chất không à, chứ không có nhang trầm như là ngày xưa. Nhân tầm thì nó có cái tính năng đó, nó làm cho mình khỏi bị ngủ gà ngủ gật. Ngày xưa đi ở chắc chùa là 3:30 phải thức, rồi ngồi thiền tụng kinh đó, ngay cái thời điểm đó là nó dễ ngủ gục lắm, cho nên là phải thắp một thỏi nhân tầm để hỗ trợ, mục đích đó là vậy. Còn nếu trong nhà mà không có chỗ nào để làm bàn thờ đó thì quý vị có thể đặt ra Phật ở cái phòng khách cũng được. Nhưng mà trang trí làm sao cho đừng có phản cảm. Nhiều khi có nhiều gia đình nó đặt cái tivi á lên cái tủ rất là sao, và đặt cái ảnh Phật hay là tượng Phật ở chỗ nó không trang nghiêm thì nó không nên. Nên là chúng ta để làm sao cho nó được chuẩn là tốt. Còn về việc tụng kinh á, thì nếu nhà mình không có phòng thờ riêng dành cho Phật thì mình có thể là đặt quyển kinh lên trên cái bàn, rồi mình ngồi ghế tụng kinh vẫn bình thường được. Trước mặt mình có Phật thì quá tốt, không có cũng không sao. Rồi Nhật Bản thì họ rất là hay, thì họ mới làm một cái hình trụ nha, bằng gỗ, bên trong đó là Phật, họ mở ra được thành là ba mảnh, ba mảnh có cái bản lề nha. Thì ba mảnh đó thì gồm có một chính giữa là Phật A Di Đà, bên trái bên phải là Bồ Tát Thế Chí, còn ai tu theo Đức Phật lịch sử thì chính giữa là Phật Thích Ca, bên trái Phật A Di Đà, bên phải là Phật Dược Sư. Đó thì tùy theo sở thích mà người ta có thỉnh mua về. Thì bình thường nó để với một cái hộp như đó, thì lúc họ tụng kinh và thiền đó thì họ mở ra ở trước mắt, rồi sau cái khóa tu có thì họ khép lại, vì nhà nó quá chật hẹp mà, cho nên ta làm như vậy để cho gọn. Vì khi đi du lịch á, họ có thể mang theo Phật được thiết kế trong một ống tròn đó, để cần á, là họ mở Phật ra, và lúc là không cần á, có những sinh hoạt riêng tư thì họ khép Phật lại. Thì vậy là quý vị tụng kinh là ngồi ở ghế đặt kinh trên bàn là tốt nhất, chứ đừng ở phòng ngủ. Vì phòng ngủ thì nó không được đầy đủ ánh sáng, rồi không khí rồi nó cũng có nhiều, và ở trong không gian ngủ nó làm cho mình tâm nó không được thanh tịnh quý vị ha. Cho nên là mình cứ ra ngoài bàn ghế ngồi bình thường. Rồi nếu mà nhà đông người quá cũng không có đủ bàn ghế nữa thì quý vị có thể ra ngồi dưới một cái gốc cây nào đó cũng được, hay là ngồi chỗ nào nó thoáng mát là được. Mà lúc có tụng kinh đó là phải để ngồi phút, là tụng kinh để mở trí tuệ. Cho nên thầy có khuyên là đừng có tụng kinh nhanh quá, tụng vừa phải để nghiền ngẫm. Nếu tụng một mình đoạn nào mà mình thấy hay đó, có thể dừng lại để suy gẫm nữa, thì tụng kinh như thế mới thấm được. Thầy may mắn là xuất gia ở chùa Giác Ngộ, bây giờ tập sự một năm ở chùa Đại Giác, nhưng mà không được xuất gia. Thì lúc đó hòa thượng Đại Giác không có cạo đầu trai nữa, cho nên thầy mới bỏ chùa Đại Giác lên chùa Giác Ngộ tập sự lại để được cạo đầu. Thì chùa Giác Ngộ hòa thượng bổn sư của thầy đó thì có truyền thống là thọ trì kinh điển, cho nên đó là mỗi buổi tối nó đều đọc kinh đại thừa,
hết bộ này qua bộ khác luôn đâu. Từ kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Pháp Hoa, kinh Đại Bát Nhã, kinh Đại Bảo Tích, rồi kinh Hoa Nghiêm, kinh Địa Tạng. Cho nên từ lúc mà 14 tuổi vào chùa là thầy đã có cơ hội đọc rất nhiều kinh rồi. Và lúc đó thầy có cái sở thích đó, là thầy xin lưu mỗi một thứ là một bộ. Và mỗi lần tụng kinh thì thầy cầm theo cái viết chì, là đọc cái đoạn nào hay đó là làm dấu liền, gạch đích liền cái đoạn đó. Rồi sau đó lên trên phòng cũng là chép lại cái đoạn đó ra rồi biên tập. Hiện nay là mấy cái tập mà thầy chép còn mấy chục cuốn. Thì ngày xưa mình học bằng viết mật thôi mà nó ít bị bay bạc như bây giờ. Cho nên là đọc theo cái cách đó đó thì mình sẽ nhớ được kinh, là hiểu được kinh, thẩm thấu được kinh. Thầy học chữ Hán từ hồi nhỏ và đọc thì vẫn thích là đọc bằng tiếng Việt hơn để nó gần gũi với người Việt Nam của mình. Câu hỏi thứ hai đó là về khóa tu thiền. Thì mấy năm trước chùa Giác Ngộ mới chia ra một tháng có một tuần lễ chủ nhật là tu thiền Vipassana, một tuần lễ là khóa tu an lạc dành cho người lớn tuổi, một tuần lễ là khóa tu tuổi trẻ hướng Phật dành cho thanh thiếu niên. Và một khóa đó thì pháp tu cộng đồng không? Nhưng mà sau thời gian tổ chức thì do chùa Giác Ngộ mình chỉ có 750 mét vuông, không có cây xanh, cũng không có chỗ để đi thiền hành. Cho nên cái số lượng người tham dự lúc đầu đó là 700-800, sau đó nó tụt giảm xuống còn có 100+. Thì thầy mới ngừng cái khóa thiền để tổ chức cái khóa tu phổ thông. Thì trong cái khóa tu phổ thông chủ nhật hàng tuần á vẫn có 30-45 phút ngồi thiền vào buổi sáng và 30-45 phút ngồi thiền vào buổi chiều. Như vậy là dù là thầy ngồi thiền nó ngắn nhưng mà vẫn có. Tháng 3 dương lịch này đó thì tại hai ngôi chùa chi nhánh gồm có chùa Giác Ngộ ở xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu và chùa Quan Nam Hải ở xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng sẽ tổ chức mỗi tháng một khóa tu. Đó là vào chủ nhật. Và hai tháng một lần thì có khóa tu thiền 7 ngày để quý vị có thể đến hai cái chỗ này. Thì ở Bà Rịa Vũng Tàu đó là diện tích 15 hecta, ở Sóc Trăng đó là diện tích 18 hecta. Rất là thuận lợi cho việc tu thiền, vì tu thiền nó cạn đến không gian hít thở không khí rồi đi thiền hành và các sinh hoạt. Còn từ tập nguyên bản đó, thì quý vị có thể đọc lại bài kinh 4 nền tảng chánh niệm và kinh quán niệm hơi thở trong quyển kinh Phật căn bản. Còn cái cách thức thì đơn giản như thế này. Thứ nhất, thiền nền tảng nhất vẫn là thiền trong tư thế ngồi. Đức Phật ngồi thiền mà giác ngộ, chứ không phải Đức Phật đi thiền mà giác ngộ, hay là Đức Phật nằm thiền mà giác ngộ, hay là Đức Phật đứng thiền mà giác ngộ. Ngồi thiền tại sao lại có cái tác dụng cao? Là bạn đang thiền, khi hít vào bằng lỗ mũi thật sâu thì quý vị liên tưởng phình phình phình, rồi khi thở ra thì chúng ta liên tưởng xẹp xẹp xẹp, như là xẹp đan điền để khí lên bụng, xẹp bụng để khí lên ngực, xẹp ngực để khí ra bên ngoài. Cứ theo dõi hơi thở với cái chu kỳ vào và ra như thế, quên quá khứ, quên tương lai, quên hiện tại, thì đó là chánh niệm trong thiền. Điều cuối cùng đó là cái công thức hít thở. Nếu trong tôi thấy rồi thì thầy khuyên quý vị hít vào 4 giây, nín thở 2 giây, thở ra 6 giây, nín thở 2 giây. Đó là thở 4 thì. Trong tư thế nằm thì có hai cách. Cách 4 thì đó là hít 6 giây, nín thở 2 giây, thở ra 10 giây, nín thở 2 giây. Còn nếu thở 3 thì đó là công thức 4-7-8. Hít vào 4 giây, nín thở 7 giây, thở ra 8 giây. Thì cách thở này đó, nó đưa lượng oxy vào trong não nhiều nhất, nó làm giảm căng thẳng và giúp cho tâm được thư diệu. Lo lắng, bất an, hồi hộp, sợ sệt thì hít thở qua là giảm dữ, thì chỉ cần hít thở vào là có thể đạt được. Thì đó là thầy hướng dẫn căn bản. Còn nếu muốn đi chiều sâu á thì quý vị vào app
của iPhone và Samsung, đánh cái chữ thích nhật từ thì nó có một cái app có thể xuất hiện, quý vị download trong vòng 15 phút à, thì nó có khoảng gần 100 quyển sách của thầy, và trong đó có cái quyển thiền Vipassana 4 nền tảng chánh niệm, quyển thứ hai đó là thiền chỉ và thiền quán, quyển thứ ba đó là 40 đề mục thiền định. Thì ba quyển này sẽ giúp cho quý vị hiểu rõ kỹ năng thực tập thiền à, từ căn bản đến chuyên sâu. Rồi ra nếu ai thích nghe giảng thì vào Google gõ thích nhật từ và đánh thiền Vipassana à, hoặc là thiền chỉ hay là thiền quán thì có tất cả là mấy chục bài quý vị có thể nghe à, thì các hướng dẫn đó nó có thể làm cho mình hiểu đúng được à, hiểu có hệ thống về phương pháp thực tập thiền thì việc thực tập sẽ có kết quả. Còn giá trị của thực tập thiền đó, thứ nhất là tăng cường được sức khỏe thể chất, thứ hai đó là cải thiện sức khỏe cảm xúc. Người tu thiền đúng sẽ không còn hờn, không hờn giận, không còn gọi là thù dai nhân vật, không để bụng để dạ, không cố chấp à, và tâm được nhẹ nhàng thư thái thoải mái thảnh thơi à, đó là những cái tác dụng về sức khỏe cảm xúc. Và thứ ba đó là sức khỏe tâm trí, góp phần giúp cho chúng ta đạt được định và mở được trí tuệ.